Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV Mới vừa vô mà quý vị nghe cái mùi là Neo 10, cái mùi thâm thẩm rồi Cái mùi thâm thẩm là cái mùi Neo 10 mới vừa cười đó quý vị ơi Neo 10 mới ăn bún mắm xong Bữa hôm có chị nào hỏi Neo 10 ở bộ, Neo 10 ơi bộ em thích ăn bún mắm lắm hả Chị thấy thường mấy mấy thời gian gần đây chị thấy video nào cũng nói bún mắm bún mắm hết trơn á thì trời ơi quý vị ơi mình là dân miền tây mà mình thích ăn mắm là điều đều bình thường quý vị mà đặc biệt qua bên mỹ này mình thèm tô bún mắm lắm quý vị mà thiệt sự qua bên đây mình ăn bún mắm là ăn cho nó đỡ ghiền thôi chứ nếu mà nó bún mắm mà ngon đúng nghĩa là mình phải về hướng dưới bạc liêu châu đốc đồ ăn là con nói đúng bài đúng không quý vị ơi nhưng mà bây giờ bên mỹ mình thèm mình ăn đỡ vậy thôi thì công nhận là bữa giờ không biết mắc cái trứng gì á nêu mười thèm ăn mắm lắm quý vị <laughs> nên là mới vừa vô là nêu mười nếu quý vị nghe cái mùi thơm thẩm rồi nên mười mới ăn xong tô bún mắm thì bây giờ cái câu chuyện á hôm nay nêu mời kể quý vị nghe không có một cái lừa nào nó giống cái lừa nào của quý vị mà bây giờ ngày hôm nay mà bây giờ cái người chồng lừa cái người vợ cái kiểu này là coi như là thua ông này ông lừa ông ông này ông lừa vậy mà ông chơi đấu kiếm quý vị <laughs> Ông lừa ông chơi đấu kiếm Nếu mời nói vậy là quý vị đón già đón non đón ra được củ khoai chưa bây giờ nêu mời kể cho quý vị nghe thì á coi như là cái chị vợ hôm nay chỉ tâm sự bộc bạch à nó tâm sự mỏng tâm sự dày á nêu mời Em ơi bây giờ cái tình hình là bây giờ chị rất là tình hình Đó tình hình của chị là chị đang rất tình hình Chị đang cần là cái gì Chị đang cần chia sẻ câu chuyện của chị Lên trên đây nè với cái miệng bà tám của neo 10 nè là coi như là giống như cái lo phát thanh vậy đó là là giống như là coi như là ai ai khắp bốn phương sẽ biết được rằng á là làm ơn đừng có nghe lời chồng mình thủ tỷ chồng mình dụ gài mình vô bẫy chị đã bị ông chồng chị gài chị vô trong một cái bẫy gọi là một cái bẫy lớn nhất trong đời mà chị khi mà chị phát hiện ra ông chồng chị đấu kiếm xong chị muốn xỉu ngang luôn thì thú vị câu chuyện của chị như như thế này Chị nói là vợ chồng của chị Bây giờ nói đúng nghĩa là vợ chồng của chị Cũng mới bước qua cái tuổi 30 Nếu mà đúng luôn á là chị này gọi là xem xem Tuổi với nêu 10 nói thẳng là vậy quý vị Nhưng mà bây giờ mình trên danh nghĩa là mình là cái gì Mình là cái người là cái gì kèo dưới đi mình Tại vì mình là khán giả Mình cứ kêu là anh chị ghét quen rồi Thì mình cũng kêu chị bằng một tiếng chị thì chị mới nói là bây giờ vợ chồng của chị là bây giờ là qua cái tuổi 30 mà cái chuyện chăn gối á nha, cái chuyện chăn gối vợ chồng á bây giờ nó đã có cái dấu hiệu gọi là gì xuống nhiệt rồi, nhiệt độ nó bị hạ, hạ thấp rồi quý vị. Nhiệt độ nó hạ thấp rồi. Thì bây giờ cái chuyện này á cái nhiệt độ mà nhiệt độ mà 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 gối chăn bây giờ nó hạ xuống. Thì bây giờ mình làm sao? bây giờ cái vấn đề này nó phải từ hai phía chứ làm sao quý vị bây giờ thí dụ như bên mình 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 đang gọi là mình ô oh, mình đang rất là nóng nóng đúng không mình đang rất là cao trào nhưng ông chồng mình ông hạ nhiệt bây giờ mình cao trào mà ông kia ổng lạnh như tiền vậy rồi làm sao mà nó, nó nó làm sao mà nó gọi là cái gì nó hòa hợp nhau được quý vị cho nên nó là chỉ mới nói là cái câu chuyện chăn gối nó hạ nhiệt đây là nó đến từ hai phía tức là mình lạnh lòng mà ổng cũng lộng lành luôn lạnh lòng luôn lạnh lòng luôn cả hai đều lạnh lòng luôn chứ không phải là lỗi do do riêng của một bên nào hết thì chị mới nói là có lẽ rằng á cái cuộc sống ở bên mỹ này nó áp lực lắm em à cái công việc ở bên đây nó áp lực lắm cái guồng quay cuộc sống bên đây nè nếu mà em sống bên mỹ lâu em sẽ biết được là bên đây người ta chỉ có biết cắm mặt mà đi đi cài đi cấy đi làm thôi gọi là tới chừng làm xong về là mệt là xỉu ngang mà chưa kể á, là về tới nhà rồi nhiều khi còn phải xây qua xây lại lo chồng lo, lo con lo nhà lo cửa đúng không cho nên là nhiều khi về là còn phải tất bật công chuyện nhà nữa rất là mệt rất là đắm đuối con cá chuối luôn nên thành ra đó là nhiều khi tính tới cái chuyện mà vợ chồng mà gần gũi nó cũng gọi là điếm trên đầu ngón tay thì cái cuộc sống vợ chồng của chị chị nói là cuộc sống vợ chồng của anh chị rất là mệt mỏi trong cái khoảng thời gian gần đây cho nên là cái chuyện mà vợ chồng chăn gối nó cũng gọi là nhạt nhòa luôn nó nhạt nhòa luôn quý vị nó nhạt như là uh, nhạt như là canh canh rau muống gì đó canh rau muống mà quý vị biết rồi có có nặng vô miếng chanh là xong nó rất là nó rất là nhạt và chua đặc biệt là sau thời gian mà chỉ mà nói là sau thời gian chị mới vừa sanh con xong á thì giống như là cái nội tiết tố mình nó phụ nữ nó sẽ có hai cái chiều hướng quý vị thứ nhất là ví dụ mới sanh con xong một là nội tiết mình sẽ hoạt động gọi là mạnh mẽ hơn thì nhiều khi cái vấn đề nhu cầu đó của mình nó cao hơn nhưng mà có những người phụ nữ cái nội tiết nó thay đổi theo cái xu hướng là giống như là bị lãnh cảm tạm thời tức là trong cái khoảng thời gian sanh con xong luôn rồi nhưng mà cũng vẫn không có rạo rực thì chỉ mới nói là chỉ rơi vào cái trường hợp thứ hai đó là vợ chồng gần như là nhạt nhò không có thích gần gũi do bản thân của chị nữa chỉ không có muốn ham muốn cái chuyện đó thì nhiều đêm á quý vị vợ chồng nằm chung với nhau chỉ nói nha ngủ chung với nhau mà không thèm nhìn mặt nhau luôn nhiều khi mình nằm bên đây ổng nằm bên kia hai người nằm chung một giường mà đâu có lưng với nhau tức là hai người đâu có lưng lại nhau người xây quán này người xây quán kia không có nhìn mặt nhau đúng không quý vị thậm chí là chị này chỉ còn nói với nêu mười chỉ nói là nhiều khi á chị hồi đầu chị cũng nghĩ là mình đi làm về mình mệt quá thì bây giờ ổng ngủ thì mình lăn ra mình ngủ thôi mình cũng không có quan tâm cái chuyện vợ chồng nó nhạt nhòa nhưng mà bây giờ á rồi cái chuyện đó nó giống như là nó thành cái thói quen rồi đó cái lâu dần lâu dần bây giờ thành vợ chồng giống như hai đứa bạn ngủ chung giường vậy đó thì cứ như vậy quý vị thì bây giờ là mạnh ai nấy ngủ mà nay nấy ngủ thì quý vị biết rồi mà nay nấy ngủ vậy hoài thì nó cũng không phải là cách quý vị mặc dù là hai vợ chồng thà rằng là cự cãi nhau đi chiến tranh lạnh với nhau đi đúng không quý vị tức là mình thà mình cãi lộn um sùm um um xì beng lên còn không á là mình chiến tranh lạnh với nhau đi nhưng mà xong rồi sau những cái trận xung đột cãi giả đó xong rồi thì vợ chồng sẽ bắt đầu là tình cảm nó dung bồi nếu mà vượt qua được cái giai đoạn đó thì tình cảm vợ chồng nó sẽ giống như là được thăng hoa hơn đúng không nhưng mà cái trường hợp của chị là cái trường hợp nó ngạc nó, nó nó đặc biệt có nghĩa là hai chồng chưa bao giờ cãi lộn nhau chưa bao giờ giận hờn nhau từ lúc mà chị có bầu cho tới khi chị sanh con luôn á mà chị cũng chưa bao giờ lời qua tiếng lại cãi lộn với chồng nhưng mà chỉ có một cái chuyện đó là sanh con xong vợ chồng ngủ chung mà lại không có này kia mà ổng cũng không trách mình mà mình cũng không trách ổng, tức là vợ chồng nó cứ cái kiểu mà lạng như, như lục bình trôi trên sông, trên sông lên bền lên bền như lục bình trôi trên sông vậy đó. Mà nó không có một cái gì gọi là động thái gì hết trơn á, thì nó cũng xảy ra cái sự gọi là nhàm chán. Và cái sự nhàm chán đó nó cứ tiếp tục, tiếp tục nó kéo dài từ ngày này qua ngày nọ cái gì thì nó sẽ làm cho cái gì vợ chồng ghét rồi không có cái nhu cầu đó luôn nói thẳng là vậy mà bây giờ quý vị nghĩ đi trời đất ơi bây giờ coi, coi như là mới có trên 30 tuổi một chút thôi quý vị vừa chớm qua cái con số 30 mà vợ chồng mà đã vậy rồi thì bây giờ em nói quý vị làm sao sống tới 60 năm cuộc đời mà bây giờ cái bài hát là gì em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời mà bây giờ 60 năm cuộc đời bây giờ mới có một phần một phần của một, 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 nửa của 60 năm thôi mà đã mờ nhạt vậy rồi thì 60 năm rồi có nhắm có còn còn nhạc cỡ nào nữa quý vị thì chị mới kể là có một cái đêm hôm đó đó thì ông chồng của chị là đêm hôm đó là con con nhỏ con gái nó mới nhờ chị nhờ ba ba dạy 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 bài giống như chỉ bài giùm á thì chị mới nó kêu con chơi chồng chỉ anh 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 chỉ bài cho con nhỏ giùm tức là anh coi coi nhỏ nó có chỗ nào không biết anh coi anh giờ anh giờ anh coi anh kèm nhỏ thì không hiểu sao đó mà đêm đó ông chồng chỉ qua bên phòng của con gái á, rồi kèm con gái học bài kèm kèm sao đó không biết rồi xong rồi cái uh, hai cha con uh, uh, học học nhau xong rồi, ảnh kèm ảnh kèm mà chồng chỉ kèm con học bài xong rồi hai cha con ngủ nhau ngồi uh, chơi game gì đó với nhau rồi xong mà lăn ra ngủ luôn ổng ngủ trong phòng nhỏ luôn. Thì nửa đêm chỉ mới thức thức dậy chỉ mới thấy ủa chồng mình đâu không thấy ổng đâu. Chỉ mới bắt đầu chỉ mất tè, chỉ đi thức dậy thì chỉ không thấy ổng đâu. Chỉ mới đi ra để coi coi ông chồng mình ổng đang ở đâu thì đi qua qua bên phòng con mình thì thấy hai cha con ôm nhau ngủ trời queo như hai con beo trên giường quý vị thì chị mới nghĩ trong bụng là thấy cái cảnh đó mình cũng thấy thương mình cũng thấy thương cái cảnh mà nhìn hai cha con ôm nhau ngủ một cách ngon lành như vậy cái kiểu vậy vậy quý vị thì cái người vợ như mình mình nhìn thấy cái cảnh hai cha con nó ôm nhau mình thấy thương quý vị thì chị mới nói là chị thấy thương quá cái chị cũng không đánh thức luôn chỉ để cho chồng mình ngủ với con gái vậy luôn kiểu như là hai cha con nó đang ngủ ngon lành như tại để đánh thức gì nên là chị cũng lại chị chỉ nhìn thấy cảnh đó là chỉ lấy cái điện thoại ra chỉ chụp tấm hình kỷ niệm vậy thôi rồi xong rồi chị đều cũng để yên vậy chị không dám làm động tĩnh gì để hai cha con ngủ cho nó ngon thì chị mới nói là một cái điều kỳ lạ đó là cái đêm hôm đó chỉ ngủ một mình thì tự nhiên chỉ ngủ rất là ngon tức là đêm đó ông chồng chỉ ngủ quên bên phòng của con gái đúng không là coi như chỉ ngủ một mình trong phòng vậy là chỉ ngủ ngon lành luôn ngủ ngon lành cành đào luôn chỉ ngủ chỉ ngái khò 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 ngái giống như là một bài ca giao hưởng cái gì thì chỉ mới nói là tự nhiên sau cái đêm đó xong chỉ cảm giác giống như là bản thân của mình giống như trở về cái tuổi hồi xưa mà mình còn còn độc thân phê phê á là cảm giác mà mình được sở hữu một mình mình một căn phòng á, mình được ngủ một mình á không có ai làm phiền không ai đá động không ai soi mối không nghe tiếng ngái của ai mình chỉ có một mình mình trong phòng mình muốn làm gì mình làm mình ngủ sao mình lăn lộn tư thế sao cũng được tự nhiên chỉ nói cái cái đêm đó chỉ ngủ được mình chỉ cảm giác như là chỉ hồi xuân trở lại giống như hồi còn con gái còn trẻ mà chỉ được sướng ghê ngủ một giấc gọi là rất giấc sâu á giấc ngủ sâu ngon á nhưng mà sâu thôi nha chứ không phải là giấc ngủ ngàn thu đâu quý ơi giấc ngủ nó chỉ là giấc ngủ sâu thôi ngủ ngon thôi thì qua hôm sau quý vị qua hôm sau thì chồng của chị á ổng cũng thức dậy bên phòng con gái ổng mới thành thật ổng nói với chị là đêm qua anh ngủ bên phòng con gái mà sao anh ngủ cũng ngon quá em ơi tức là anh ngủ bên phòng con gái anh ôm gái mà anh ngủ một cách sai xưa anh ngủ mà sáng nay anh dậy mà giống như anh không muốn dậy luôn giống như ngủ một giấc rất là sâu luôn thì tự nhiên ông chồng chỉ nói vậy cái tự nhiên chị nghĩ trong bụng mà mình cũng vậy tức là đêm qua mình ngủ mình bên phòng mình mình cũng ngủ ngon mà ổng ngủ bên phòng con gái cũng, cũng ngủ ngon có nghĩa là bây giờ hai vợ chồng nằm ngủ chung là không ngon mà ngủ riêng là ngon thì bây giờ cả hai đang ông chồng nói vậy thì chị cũng kể cho ông nghe là đêm qua chị cũng ngủ một giấc rất là ngon thì hai vợ chồng đều có cái suy nghĩ giống nhau và cái cảm xúc cái cảm giác khi mà ngủ riêng nó đều giống giống nhau là ngủ rất ngon ngủ rất sâu á thì tự nhiên lúc đó chồng chị mới nảy sinh ý định chồng chị mới nói vậy nè quý vị đó bởi vậy quý vị thấy chưa bởi vậy nên là không có cái nào gọi là cái gì tự hại cái thân con ếch nó chết cái lỗ miệng quý vị ơi bây giờ tự nhiên đi nói làm chi rồi bây giờ dính trưởng luôn thì bây giờ là coi như dính xương rồi ông chồng ông mới nói vậy nè thôi bây giờ như vậy đi anh đêm qua tự nhiên tình cờ hữu duyên thiên lý mà bây giờ vô tình nó lại có được cái cơ hội thì bây giờ mình đã biết được vợ chồng ngủ chung không ngon mà ngủ riêng thì ngon vậy thôi bây giờ anh đưa ra cái sáng kiến giờ vợ, vợ 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 chồng mình ngủ riêng luôn đi em bây giờ vợ chồng mình ngủ riêng luôn đi thì ổng mới nói với chị ông nói bây giờ theo nghiên cứu của học viện y học của giấc ngủ mỹ ở bên mỹ này nè ổng nói là ổng nghiên cứu ra ổng nghiên cứu là ở bên mỹ này nè nó có một cái học viện gọi là học viện y học giấc ngủ của, của nước mỹ nha nó có cái học viện y học giấc ngủ của nước mỹ thì theo như những cái người mà chuyên gia trong cái ngành nghiên cứu giấc ngủ mỹ ấy, người ta chia sẻ người ta từ mấy ông ông tiến sĩ này kia giáo sư ông chia sẻ đó là vợ chồng khi ngủ riêng nó sẽ tốt hơn ở bên mỹ này người ta nói vậy nha bên mỹ người ta nói vợ chồng nên ngủ riêng tốt hơn để mà thuyết phục của thì chị mới nói là ổng nói với chị vậy để mà ổng thuyết phục chị thì ổng mới đưa ra cái lý luận là bây giờ cả hai mà nhiều khi vợ chồng mình ngủ nhau bao nhiêu năm vợ chồng mình đã quá quen với nhau cái mùi cái mùi cái hơi á. mình ngủ chung nhiều khi mình kẹp nách mình ngủ mình hửi hử, mùi nách ổng giết mình nghe mình chán rồi mình quen rồi bây giờ nó thơm hả nó thẩm gì mình nghe nó cũng như nhau bây giờ vợ chồng nó không có khoảng cách gì nữa bây giờ bây giờ mình cảm thấy giống như là bị bảo hòa bị nhàm chán quý gì lục bình cho trên sông mà bây giờ tình cảm nó có lên bền như lục bình vậy đó thì bây giờ ông chồng ông mới nói bây giờ theo như cái nghi, cái cái nghiên cứu của y học giấc ngủ mỹ là bây giờ vợ chồng ngủ riêng nó sẽ tốt hơn mà không phải là ngủ riêng luôn tức là ngủ riêng ở đây nó là trong một cái giai đoạn ngắn hạn tức là một cái khoảng thời gian ngắn vợ chồng tách ra ngủ riêng thì cái điều đó nó sẽ làm cho cái chuyện chăn gối vợ chồng á dần dần nó sẽ có lửa trở lại quý vị tại vì bây giờ vợ chồng đang bị mất lửa do đó là ông chồng chỉ mới đề nghị bây giờ thôi thôi thì bây giờ mình đi theo mấy ông chuyên gia tờ, chuyên gia giấc ngủ của mỹ mấy ông nói vậy mình làm thử thôi bây giờ hai vợ chồng mình bây giờ thử ngủ riêng đi bây giờ để uh, vợ chồng mình bây giờ có không gian riêng với nhau tại trong cái ngôi nhà này vợ chồng có không gian riêng với nhau bây giờ anh ngủ riêng em ngủ riêng và sau cái khoảng cách ngủ riêng như vậy biết đâu có những hôm tụi mình thích ngủ chung thì khi mà những hôm nào mà tụi mình thích ngủ chung là những hôm đó tình cảm nó sẽ trỗi lại gì dạt vào, hâm nóng gọi là nó nóng nó đun sôi á nhiệt độ 100 độ đó, là lúc đó ngủ chung nó rất là ngon là là ổng mới nói với chị vậy thì chị mới nghe và ông chồng mình lý giải đồ giải thích đồ nói bằng chuyên gia chuyên đồ quý vị chuyên gia chuyên xào chuyên nấu đồ nói nghe hay lắm thì chị mới thấy là ổng nói cũng có lý mà đêm qua công nhận mình ngủ mình mình ngủ ngon thiệt quý vị cho nên là chỉ tin ông chồng chỉ đi quý vị thấy không bởi vậy nên là đàn ông hay đàn bà cũng vậy lưỡi không xương nhiều đường lắc léo bởi vậy nhiều khi á cũng tức cái tức lắm nhiều khi cũng có quý vị nói nhỏ nêu mười nói chuyện lưỡi không xương nhiều lượt nó léo em nói quý vị nghe đàn ông đàn bà cũng vậy trơn á một khi mà mình nói á mình nói mà nhiều khi mình nói trơn trâu quá mình nói mà suông miệng quá mình nói hay quá là nó nó cũng như nhau thôi ai cũng có cái lưỡi hết trơn chỉ có người lưỡi người người, người 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 cứng ngửa lưỡi người, người, người mềm thôi lưỡi nêu mười mềm vậy được đó vậy đó thì bây giờ là coi như là chỉ mới nói là ông chồng chỉ nói có lý quá đi mà chị thì chị cũng nhớ lại cái cảm giác mà đêm hôm qua mình ngủ một mình mình được chiếm trọn cái không gian phòng ngủ vậy là quá là ngon luôn và mình ngủ rất là sâu luôn mình ngủ sâu cái giấc ngủ sâu rất quan trọng nha quý vị khi mà mình ngủ được một cái giấc ngủ sâu á là nó bằng giống như là mình ngủ được một cái giấc ngủ già giống như là bằng một cái giấc ngủ mà được ngủ ngon nhiều ngày vậy đó là nó sẽ giúp cho mình giống như là sức khỏe lẫn tinh thần nó đều rất là khỏe lần để mà mình tỉnh táo tinh thần mình đi làm nói chung nó rất là tốt trong cái chuyện là gì sinh hoạt cuộc sống tinh thần nên là chị mới nói là chị nhớ lại đêm qua chị ngủ một giấc rất là ngon Sáng nay chị dậy cảm thấy tinh thần rất là lạc quan yêu đời Thì khi ông chồng nói cái điều đó nữa thì chị thấy là thôi kệ đi Ông nói cũng hợp lý nên là chị thận theo và thế là bây giờ ông chồng chỉ đã bắt đầu là gom gom quần áo trong phòng ngủ của vợ chồng nó tách ra bây giờ ổng gom qua một nửa ổng gom ra cái phòng riêng thì ở trong nhà của chị nó có một cái phòng ở trên cái gác máy vì trên cái tầng gác máy nó có một cái phòng ngủ trên đó thì nó có cái phòng trống ở trên đó chứ không phải phòng ngủ nó có một cái phòng trống ở trên cái tầng gác máy thì chị mới nói là ông chồng chỉ ôm ít đồ lên trên cái phòng gác máy đó ngủ riêng quý vị thì sau cái ngày hôm đó, hôm mà hai vợ chồng nảy sinh cái ý định đó và sau cái hôm đó thì bắt đầu là thời gian là mỗi lần mà hai vợ chồng buổi tối mà ăn cơm với con xong đi làm xong về ăn cơm con xong là hai vợ chồng chỉ bắt đầu là mạnh ai vô phòng nấy là bây giờ giống như hai vợ chồng như hai người bạn mà đi xe phòng vậy đi bây giờ anh phòng em phòng đó anh là phòng một một em là phòng hai lẻ hai bây giờ hai vợ chồng là hai phòng thì bây giờ hai người giống như là cách ly nhau chỉ mới nói là hai vợ chồng bây giờ giống như là ở trong nhà mà cách ly nhau giống như hồi hồi cái thời kỳ mà covid vậy đó cách ly nhau thì chỉ mới nói là cách ly như vậy độ khoảng chừng một tháng thì chỉ mới nói là trong vòng một tháng nó chỉ thấy nó có kết quả nha tự nhiên có những cái hôm á, vợ chồng ngủ riêng vậy tự nhiên có những cái hôm ổng đòi ngủ chung ổng ổng đòi ngủ chung ổng qua bên phòng ao nửa đêm nửa hôm ổng qua bên phòng gõ cửa cọc 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 ổng qua ổng ổng qua bên phòng một một của chị ổng gõ cửa cọc 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 mở cửa ra thấy ông chồng mình trần như nhộng trời ơi chỉ nói là chỉ hả coi như là đêm đó là đêm gọi là quan hỷ quan hỷ với chỉ với ổng luôn á tại vì bây giờ vợ chồng bữa giờ gần cả tháng ngủ ngủ riêng rồi bây giờ nửa đêm ổng chơi cái chiêu mà dạng chơi cái chiêu mà dạng như là uh, con thỏ trắng đi qua bên phòng mà mà gõ cửa một đến một cọc 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 mà bây giờ trần như nhộng thì chỉ nói là coi như là đêm đó là quan hỷ luôn bắn pháo bông tùm lum tài le luôn quý vị thì chỉ mới nói là ông chồng mình nói đúng lúc đó chỉ mới nghĩ trong bụng nha ông chỉ càng thấy ông chồng nói đúng công nhận là vợ chồng khi ngủ riêng ra xong rồi bắt đầu lâu lâu ngủ chung lại với nhau nó vui lắm nó bắn pháo bông rất là vui thì chỉ mới nói là một tuần sau cái gì một tuần sau thì cái coi coi như là tách nhau một tháng rồi đêm đó là ngủ chung ngủ chung xong là một tuần sau vợ chồng lại cảm thấy là giống như là một tuần đó giống như vợ chồng được trải qua cái giai đoạn là trăng mật vậy đó giống như là thưởng tuần trăng mật là những cái đêm mà hai vợ chồng quan hỷ nhau bắn pháo bông lại như đi hưởng tuần trăng mật nha tao nói nó bắn pháo bông tầm lâm tà le mà thì sau khi mà cảm giác nhàm chán nó xuất hiện á thì bây giờ nó đã trở về cái cảm giác là tham hâm nóng tình cảm gì thì chỉ mới nói với chồng chỉ chỉ nói thôi bây giờ nếu vợ vợ chồng mình bữa giờ tách nhau một tháng rồi mà bây giờ vợ chồng mình gần gũi lại một tuần nay mà anh em thấy giống như là tình cảm của mình bây giờ nó dạt vào vậy thôi thì bây giờ anh đừng ở, ở trên phòng gác máy nữa anh xuống anh ở chung với em lại đi bây giờ anh anh bỏ phòng hai anh xuống ngủ phòng một chung với em đi hai vợ chồng về ngủ chung nha thì ông chồng này ông nói thôi chưa được đâu từ từ đi em thủng thẳng từ từ nhiều khi mình mới tháng đầu mình thử nghiệm vậy thôi để coi tiếp nữa coi làm sao nếu mà mình thấy duy trì lâu dài vậy mới ổn thì mình làm vậy luôn chứ tự nhiên không dọn về ở dọn xuống ở chung chi đó thì bây giờ vậy thì nó đang vui thì cứ dễ vậy vui với em thì ông chồng nói vậy thì chỉ mới tin luôn gì chứ mới thấy ờ thôi giờ đang vui thôi cứ để vậy vui đi biết đâu bây giờ mình lôi ổng mình bắt ổng xuống phòng một một lẻ một của mình ổng ngủ ổng bỏ phòng hai hai xong có bắt đầu ổng về đây ổng ngủ phòng một lẻ một xong có bắt đầu ổng đơ cứng nữa bắt đầu là coi như là hạ nhiệt nữa là cô không được tại vì bữa giờ mình đang ngủ rất là ngon rồi rồi bắn pháo bông cũng rất là ok luôn bây giờ tự nhiên không mình kêu ổng xuống cái là ngưng pháo bông rồi sao thì vậy mà, thì <laughs> mới nói vậy quý vị cho nên là cuối cùng là chỉ mới quyết định là thôi bây giờ ông đòi ở phòng hai ông cứ ở đi rồi tôi ở phòng một của tôi là thế là hai vợ chồng lại tiếp tục duy trì cái cảm giác là vợ chồng ngủ riêng thì chị mới thấy là thôi thì bây giờ nó vui vẻ mình cứ chấp nhận nhưng mà khoảng một năm quý vị ơi hồi nãy là một tháng là nó khác một tháng một tháng tách ra rồi một tuần ở chung thì nó bắn pháo bông nhưng mà bây giờ một năm rồi là bây giờ pháo bông nó tiệp ngồi rồi. <laughs> bây giờ pháo bông nó tiệp ngồi rồi bây giờ một năm mà vợ chồng cứ ở riêng như vậy thì chị chỉ mới nói là bắt đầu chị thấy chồng chị bây giờ ổng không còn xuống làm con thỏ trắng đi kiếm chị nữa thay vì hồi trước á là ổng thay hay thích cái chiêu mà đóng vai thỏ trắng đi xuống tìm cái hang đúng không tìm cái hang chui vô hang thỏ trắng chui vô hang để mà tìm cà rốt ăn nhưng mà bây giờ là coi như là thỏ trắng không có cà rốt nhưng mà không thèm chui vô hang tại vì một năm rồi bây giờ nó khác rồi ăn chui vô hang hoài có một cái hang chui tới chui lui cũng chán rồi bây giờ thỏ trắng không xuống dưới phòng một đến một đi tìm tìm cái hang để chui nó gì ơi thì bây giờ chỉ mới nói là bây giờ một năm rồi ổng không xuống gõ cửa nữa À, con thỏ trắng nó bây giờ nó đã không còn đâu con thỏ trắng bây giờ nó lãng đảng đâu đó nó không còn nữa nó không còn xuống tìm cái hang nữa bây giờ cái hang thì ở đây mà cái thằng con thỏ thì ở đâu á thì chỉ mới mới bắt nó nói quý vị bắt đầu là tới chỉ chỉ chủ động chỉ qua bên phòng chỉ gõ cửa ổng bây giờ hồi nãy là thỏ đến tìm hang nhưng mà giờ hang đến tìm thỏ quý vị thì bây giờ cái hang nó đến tìm cái thợ con thỏ nè gõ cửa mà con thỏ không cho ngủ chung đó quý vị thấy khổ chưa bây giờ cái 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 hang bây giờ đi tới tìm thỏ mà con thỏ không cho ngủ chung con thỏ nó nói là thôi đi xuống dưới phòng một đó một ngủ đi bây giờ ở trên đây là ngay, ngay chỗ cái động thỏ đang ở không có lên thì bây giờ không cho chị ngủ chung chỉ đòi ngủ chung ổng không cho thì chị mới nói là chị mới bắt đầu tức cái mình quá chị mới đi xuống dưới phòng của chị chị nhắn tin lên cho ổng chứ bây giờ vợ chồng không lẽ đi đêm một hôm kể lộn rồi con nó đang ngủ trong phòng sao chị mới tức cái mình quá bây giờ cái hang đi lên tìm con thỏ mà con thỏ nó đuổi cái hang xuống dưới phòng một một rồi thì bây giờ cái hang xuống cái hang tức quá chị mới nói là chị nhắn tin lên trên phòng ổng chị nhắn tin chị ngỏ ý chị nói về tại sao ông từ chối tôi hay là ông mệt ông mệt ông cần ngủ thì ông nói tôi một tiếng chứ tự nhiên xong đuổi tôi như vậy tôi rất là quê thì ông mới nói là tại vì hôm nay tôi mệt thiệt tôi cần ngủ thôi thì bữa khác đi rồi cái hang thôi thì bữa khác con thỏ sẽ đi tôi xuống tìm cái hang cái hang khỏi đi lên tìm thỏ <laughs> tôi khổ ai vợ chồng bởi vậy nên nó nói vậy nha nhiều khi vợ chồng nhau có nhiều cái thú vị lắm bởi vậy nên là câu câu chuyện ngày hôm nay cũng là một thí dụ điển hình cho cái thú vị đó đó quý vị thí dụ thú vị đó đó là vợ chồng nhiều khi có những mỗi mỗi nhà mỗi kiểu khác nhau xì tay nó ngộ lắm bây giờ như vợ chồng này lại có xì tay là con thỏ gì cái hang <laughs> tôi khổ tâm <laughs> em khổ tâm quá bây giờ em nghe mà em không nín được cười nha quý vị nha nghĩ xong con thỏ cái hang cái hang đi tìm thỏ con thỏ đuổi cái hang xuống gọi con thỏ nói thôi ngày mai con thỏ xuống tìm cái hang quý vị thì bây giờ một tuần hai tuần rồi bây giờ cả tháng trôi qua rồi mà bây giờ một năm luôn rồi mà bây giờ bây giờ cái, cái, cái con thỏ nó nói là nó 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 hẹn hứa nó nói xuống tìm cái hang mà nó không tìm bây giờ cái hang rất là tức rồi thì chị mới nói là chị cảm giác bây giờ cái hang cảm thấy rất là, là lạnh lẽo tại vì cái hang bây giờ nó đã đóng bằng nhện dày đặc rồi mà bây giờ con thỏ không xuống bây giờ cái hang đóng bằng nhện rồi. bây giờ khó chịu lắm thì chị mới nói là coi như là chị rất là tức cái mình thì chị mới nghĩ trong bụng là bây giờ có khi nào ông chồng mình ổng ổng uh, ở riêng với mình nhiều quá rồi đó bây giờ giống như là ổng bị lãnh cảm không giống như là bây giờ ổng uh, chán mình rồi ổng không thè thèm cái hang này nữa ổng um, không còn thèm nữa quý vị thì chị mới bắt đầu chỉ tức cái mình quá chỉ uh, cuối cùng chỉ không thể chịu đựng được nữa, tức là cái đêm hôm đó chỉ mới tức quá chỉ thấy là ông này ổng hẹn mình hoài, ổng hẹn là ngày mai đi rồi 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 rồi, rồi tôi xuống tôi tôi, tôi 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 tìm bà. Mà ngày mai không thấy xuống gì ngày mai ổng 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 lại trốn 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 không trả bài. Ngày mốt ông này trốn không trả bài thì chỉ mới tức quá chỉ không thể chịu đựng được thêm nữa tại vì bây giờ mạng nhện đóng dày đặc rồi. Bây giờ cái hang nó gần bít cái cửa hang luôn rồi mà ổng không chịu xuống quét. Bây giờ mạng nhện nhiều vậy mà không quét ông này vậy là kỳ rồi, gần cuối năm rồi phải đi quét mạng nhện đi chứ. Ông không quét quý vị, ông này cũng kỳ Mà ông cứ hẹn hoài Thì chị mới tức quá, chị mới chủ động lên phòng tìm ảnh Thêm một lần nữa, đó mới đào câu chuyện đó quý vị Thì chị mới nói là lần này chị lại tiếp tục lên phòng tìm ổng nữa thì mình đi lên trên phòng mình sập rồi sập mình lên kỳ này mình không nhắn tin gì hết nha không nhắn tin nhắn ơ gì á mình lên trên phòng mình lên coi thử ông làm cái gì thì chỉ mới cố tình chỉ tạo bất ngờ cho ông đi ngày hôm nay là coi như là chỉ chỉ tranh thủ chỉ biết là ờ à, tầm giờ này là ông chồng của chị ông sẽ đánh găng rửa mặt nè rồi ông vô trong phòng ông ngủ ông phủ chăn ông ngủ nè. Chỉ mới bắt đầu chỉ canh là độ cái giờ này là chồng mình ở trong phòng ông đã tắt đèn rồi. Chỉ biết được á là giờ này là thường cái giờ mà ổng ngủ, đúng không? Là chỉ canh tới cái giờ này là chỉ đinh ninh là ông chồng chỉ ở trong phòng ngủ ông, ông đã tắt đèn tối thu ông ngủ trong phòng rồi. Ông đã lên giường ông đắp chăn ông ngủ rồi. Chỉ sẽ định tạo bất ngờ bằng cách đó là chỉ hôm nay chị sẽ đóng dây con thỏ thay vì bình thường á là ổng đóng con thỏ đúng không chỉ là cái hang nhưng mà hôm nay chỉ quyết định chỉ là con thỏ chỉ mặc bộ đồ con thỏ vô xong rồi bắt đầu là chỉ cầm cái chìa khóa xây cua chìa khóa xây cua của cái tầng gác máy quý vị chỉ mới định là chỉ lên chỉ mở lên để mà tạo bất ngờ con thỏ đi tìm cái hang không con tìm con thỏ đi tìm cà gót em lộn hôm bữa là ông ông này là con thỏ đi tìm cái hang nhưng mà bây giờ là cái hang chuyển qua là đóng vai con thỏ thì bây giờ con thỏ phải đi tìm cà rốt thì bây giờ chỉ mới đi lên đi lên trên tầng gác mái đi tìm của cà rốt của chị <laughs> khổ tâm hai vợ chồng này thích đóng con thỏ cái hang với cà rốt khổ thiệt quý gì thì bây giờ chỉ lên thì chỉ mới cầm chìa khóa xe cua mở cái tầng gắt máy mở nhẹ 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 ra nghĩ trong đầu á là ông chồng mình đang ngủ chắc là đang ngủ vô giấc chắc đang rất là ngon mình vô mình chụp mũ ổng mình ăn củ cà rốt ổng cái là coi như ổng giật mình lên là coi như là ngon lành rồi là tạo bất ngờ cho ổng cái gì thì ai ngờ đâu vừa mở cửa lên chỉ nói nào ngờ đâu quý vị ơi chỉ vừa 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 lên chỉ mở cái cửa phòng ra thì chỉ thấy là ông chồng của chị ổng đang ngồi ở trước cái laptop mà ở cái ở trên cái laptop ở ở cái màn hình cái laptop nó hiện ra cái gì quý vị biết không ở màn hình laptop nó đang hiện ra là một cái thằng đàn ông nó đang khoe ra cây kiếm của nó <laughs> tôi khổ tâm thiệt bởi vậy nên gia đình này nó phức tạp với như vậy thì chị mới nói là trên cái màn hình hiện ra một cái hình của một cái thằng con trai mà nó mặc cái bộ đồ rất là nóng nóng bỏng thằng trai mà mặc cái bộ đồ giống như là nó ở trần nhưng mà nó mặc cái quần cái quần xịp rất là nóng bỏng Xong rồi cái gì nó dãy tay hello hello chồng chỉ Thì chỉ mới nói là chỉ nhìn thấy vậy á nha Thì chỉ cũng chưa có tông vô liền để chỉ coi thử ông chồng chỉ làm gì với cái thằng này Tại vì thấy cái thằng này xô hàng vậy mà 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 để coi ông chồng mình làm gì với thằng này Thì chỉ mới nhìn thấy cái cảnh là ông chồng của chị á, móc cái kiếm ra Thằng kia cũng móc cái kiếm <laughs> Hai bên đấu kiếm với nhau Bây giờ khổ tâm thiệt Bởi vậy nên là bởi vì bỏ ông chồng á, lãnh cảm là mấy ông đi tìm kiếm Mấy ông chơi với gì thấy chưa Thì bây giờ ông này ông đi đấu kiếm thì chỉ mới nói là lúc này là chỉ không thể nào mà bình tĩnh đứng được nữa vì chỉ tức giận quá trời ơi vậy mấy bữa nay ông bỏ cái hang ông không quét màn nhện là tại vì tại vì bây giờ ông đã đi tìm được củ cà gót khác rồi ông đã tìm cái kiếm khác rồi thì bây giờ chỉ không kiềm chế được chỉ mới lao vô trong phòng chị ổng luôn chỉ chụp vô phòng ổng quý vị chỉ tông vô là coi như là chỉ ôm cái laptop của ổng lên chỉ giật cái laptop của ổng lên thì lúc này ổng đâu có kịp đâu quý vị ổng đâu có kịp trở tay đâu thì ổng cũng không có kịp mà để tắt cái vi tính nữa không không có kịp mà tắt cái nút nguồn của cái computer cái máy cái laptop nữa thì ổng coi như là bắt tại trận rồi ổng không giấu giếm được gì hết thì lúc này chị mới nói là coi như là chỉ thấy bàn hoàng luôn quý vị là cái thằng cái thằng ở bên kia cái thằng bên kia nó like video đúng không nó đang mở live stream lên nó 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 nó, nó, đấu kiếm nhà ổng đúng không đấu kiếm online đấu kiếm online thì coi như là chỉ 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 chụp mũ vậy xong là nó thấy chị ôm cái laptop và nó biết vợ của ảnh phát hiện rồi thằng bên kia nó tắt liền nó tắt cái webcam nó liền quý vị thì chị mới nói là lúc này là ông chồng chị đã biết là vợ mình phát hiện rồi vợ mình phát hiện mình ngoại tình online đấu đấu kiếm online <laughs> <laughs> tôi khổ tâm thì chứ hết chuyện ngoại tình gì đấu kiếm online giờ gọi là hiện đại quá hại điện quý vị thấy không thì bây giờ chị mới nói là quá ga chỉ xây qua chị mới chỉ vô mặt ổng quá ra là ông á ông không chịu đi xuống dưới cái hang ông tìm tôi ông đã chán chê mê mỗi cái hang này rồi để ông đi tìm cây kiếm này thì ra là ông lạnh nhạt ông quyết cách ly với tôi để mà ông đi theo cái thằng cây kiếm đi theo cái cây kiếm này mỗi đêm đúng không ông đấu kiếm với nó mỗi đêm ông không còn thèm tôi nữa thì bây giờ là coi như hai vợ chồng là tưng bừng té lẻ luôn lên quý vị ôm um sùm bắt nhã lên vợ chồng bắt đầu là coi như chửi lộn can xì ben lên thì ổng mới chửi chỉ ổng nói thì ai biểu tại bà hồi đầu á tôi đưa ra cái sáng kiến như vậy thôi là vợ chồng thử nghiệm tháng thôi nhưng mà một tháng đó xong á thì tự nhiên á sau đó thì lại bắt đầu duy trì duy trì mà duy trì vậy thì bà chủ động đi tối ngày bà cứ bắt tôi làm con thỏ đi xuống tìm cái hang hoài thì tôi cũng phải chán chứ lâu lâu bà cũng phải mò lên bà tìm tôi để hâm nóng tình cảm giống như là vợ chồng phải có người chủ động người này chủ động thì cũng phải người kia cũng phải chủ động đâu đâu chủ động đằng này bà cứ kêu tôi lúc nào cũng đóng vai chủ động hết trơn còn bà lúc nào cũng đóng vai bị động hết trơn á cuộc đời này á ghét rồi tôi thấy tôi chủ hoài thì tôi cũng chán cho nên bây giờ tôi phải đi tìm cái khác nó ngon hơn vui hơn nó đặc sắc hơn chứ bây giờ tối ngày á tôi bà cứ kêu tôi chủ động đi xuống quét mặn nhện mà tôi bây giờ cuộc đời tôi làm chồng bà thôi chứ tối ngày bà cứ kêu tôi đi làm quét quét mặn nhện cho bà hoài á <laughs> quý vị khổ quá quý vị ơi bởi vậy nên là nhiều khi nêu mười cũng mắc cười thiệt luôn quý vị khổ thiệt vợ chồng không biết sao một lần nữa quý vị bây giờ kêu ông quét mặn nhện mà ông cũng chê nữa khi ông quét mặn nhện ông cũng chê ông nói là tối ngày bắt tôi làm thợ quét mặn nhện hoài khổ thiệt luôn chứ thì bây giờ là coi như là hai bên là cự 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 thì ông này ông mới nói là bây giờ tôi nói thẳng luôn bây giờ tôi không còn ham muốn với là bà nữa bây giờ tôi không ham muốn cái hang nữa tôi không muốn đóng vai con thỏ mà tôi cũng không cần cái hang này nữa bây giờ cái tôi cần là tôi cần đấu kiếm tôi đã mê với cái trò đấu kiếm này rồi bây giờ tôi không có tách ra được đó rồi cuối cùng bây giờ sao quý vị tự nhiên giờ chỉ nói bây giờ lấy chồng đẻ con ra con bây giờ nó cũng mấy tuổi rồi rồi tự nhiên vợ chồng hôm bữa bắn pháo bông tè le tới lửa vui muốn chết luôn tự nhiên không cái giờ một năm trời sau giờ ổng nói giờ ông chuyển qua ông chơi đấu kiếm rồi cái giờ ổng nói à ổng không có ai 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 ấy nữa bây giờ ổng không giới tính ổng bây giờ bẻ công luôn rồi tức là bây giờ ổng nói là ổng không thích phục đàn bà nó không thích đàn ông thì quý vị coi coi chịu nổi không bởi vậy nên là bởi vậy bây giờ em nói đồ ăn thức uống bây giờ cũng khó nói đúng quý vị thấy không nhiều khi đồ ăn thức uống mình cũng khó nói tự nhiên không một ngày đẹp trời tự nhiên cái người đàn chồng của mình hay cái người vợ của mình chuyển qua chơi cái giới tính thứ ba vô uh, vô cộng đồng luôn tự nhiên uh, bình thường chồng mình là thẳng đúng không vợ mình thẳng tự nhiên ngày đẹp trời tự nhiên mình thấy chồng mình vợ mình vô trong uh, cộng đồng luôn cộng đồng đây là cộng đồng lgbt quý vị bình thường nếu mười hay dũng từ là cộng đồng cộng đồng người trong cộng đồng quý vị không biết người trong cộng đồng là cộng đồng gì thì bữa đó mình nói là cộng đồng lgbt đó quý vị thì là nếu mười hay dùng cái từ gắn tắt là người trong cộng đồng đó mình giải thích luôn mình định nghĩa luôn cho quý vị mình ai thắc mắc thì hiểu ha thì coi như chỉ mới nói là tự nhiên bây giờ ông chồng chỉ nói một câu vậy chua chát luôn chua như giấm tiều luôn bây giờ chua như giấm tiều luôn rồi ông nói giờ ông không thích cái hang nữa giờ ông thích đấu kiếm à thì dĩ nhiên bây giờ ông chồng đã nói vậy rồi thì bây giờ mình ở với ổng chi nữa bây giờ ở với ổng bây giờ cái hang nó cứ để đó mạng nhện thì cứ dày đặt ổng không chịu quét thì bây giờ ở tiếp một chi nữa nên cuối cùng chỉ ổng đã ly hôn đó quý vị thấy không thì sau khi mà hai vợ chồng ly hôn xong nha chỉ nói nha ly hôn xong thì chỉ với con gái chỉ với ổng tách ra không ở chung nữa đúng không là con gái theo chỉ nhưng mà chỉ nói là ông chồng chỉ sau đó ông cặp bồ luôn ổng ổng cặp với một cái thằng con trai rồi hai người nha hai người cái thằng đó là ta nói cái tướng nó đô lực lắm chỉ nói là cái thằng đó thằng bồ của chị thằng thằng bồ của chồng chị á cái thằng đó nó, nó, nó tướng nó đô lắm tướng nó lịch 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 lãm lắm mà chỉ nói là trời công nhận mình á sau này mình mới biết được những cái người mà trong cái giới cộng đồng đó đó thuộc cái dạng là giống như là cơ bắp lắm quý vị người săn chắc cơ bắp nó tập gym ghê lắm dạng như nó tập thể thao đồ ghê lắm để mà cho người nó body nó đẹp đó quý vị thì giống như là con gái mình thì cũng phải tập gym để cho con gái mình cái tướng nó đẹp nhưng mà con gái mình tướng đẹp là theo kiểu như là vòng 1, vòng 2, vòng 3 điện nước đầy đủ vòng 1 là eo con kiến đúng không còn như mấy cái thằng mà con trai nó trong cộng đồng mà nó đóng vai phái nữ đó tức là nó là gay á nó đóng vai nữ á đó. nó đóng vai là 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 kèo dưới đó là là bót đó là những cái người những cái thằng đó nó sẽ thuộc cái dạng để giống như là nó phải tập chim cho người nó đô cho người nó săn cho người nó giống như là vạm vỡ để mà chi để hấp dẫn quý vị đó bởi vì nên là nói chung là chung quy đó quý vị thì cái gì nó cũng có một cái hình mẫu riêng của nó bây giờ là nam á, làm đóng dây nữ thì nó cũng có cái hình mẫu hình hình dáng nó cũng riêng của nó để mà hấp dẫn những cái phái khác thì bây giờ chồng chỉ bây giờ cặp với một cái thằng đó cái gì rồi bây giờ chỉ nói là hỏi đời nay quý vị chỉ không biết nói với con gái chỉ như sao luôn nhiều khi á, hai chỉ con chỉ hai vợ hai mẹ con đi trong chợ việt nam á mà thấy ông chồng chỉ đi với thằng đó hai người vô trong chợ việt nam nhiều khi đụng mặt nhau nhỏ con gái đi lại kêu ba 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 mà bây giờ chỉ nói trời ơi chỉ muối mặt luôn chỉ đứng trong chợ mà chỉ muối mặt tại vì mấy quý vị biết rồi trong chợ là camera chạy bằng cơm ngồi trong chợ bán 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 cá bán đồ trong đó ta nói nhiều lắm quý vị ơi mà bây giờ mà giọng thứ mà camera chạy bằng cơm mà đã biết hồi xưa này là hai vợ chồng mà bây giờ thằng chồng đi cặp con trai rồi bây giờ con vợ thì nuôi con mình vậy đó mà bây giờ đứa nhỏ lại kêu ba 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 vậy thì bây giờ á thằng chồng thằng chồng đi cặp với thằng khác rồi bây giờ thằng, con con gái thì bây giờ lại kêu ba ba vậy rồi sao quý vị thì mấy mấy chỉ mới nói là mấy cái bà mà trong chợ nhìn chỉ quá rồi nhìn nhìn muốn rớt con mắt xuống không thì chỉ mới nói là trời ơi nhiều khi lúc đó mình muốn muốn, muốn ẩm con mình bỏ chạy khỏi chợ quý vị chứ quê quá người ta kêu vậy mà mình người ta nhìn mình quá trời mình quê thì thật ra cái lỗi đó, nó cũng phải lỗi do mình tại vì cái chuyện chồng mình nó ổng bị cái ổng bị cái giới tính bị bẻ công đó cũng đâu phải là lỗi do mình đâu mình cũng đâu có muốn đâu mà ổng nhiều khi ổng cũng không có muốn nữa cho nên là nhiều khi mình cũng không trách ổng được nhưng mà giống như mình cũng quê chứ mình quê là tại vì người sau sau khi mà mình đi về á là bảo đảm camera chạy bằng cơm sẽ đàm tiếu là sẽ nói là ờ à, con nhỏ đó hồi xưa nó là ở thằng này nè hay nói vợ chồng mà vậy, vậy vậy quý vị biết rồi camera chạy bằng cơm là sẽ thêm mắm dặm muối lên là sẽ nói này kia nữa thì chỉ mới nói là trời mình nhiều khi mình gặp ổng ngoài đường mình không muốn chào luôn á mà tại vì mình suy nghĩ là dù gì ổng cũng là cha của con mình phải không mình ổng cũng là cha của con mình mà bây giờ chẳng lẽ nào mình mình thấy ổng mình không kêu một tiếng hay là không hello cũng không được đó là cuối cùng là chỉ ổng bây giờ chia tay thì bây giờ nha chỉ mới nói á là bây giờ nói nào ngay là sau khi chia tay ổng xong mình bù mình cô đơn một thời gian thì bây giờ mình cũng đã có tình yêu mới đó chị cười há 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 lên quý vị lúc này chị kể cho nêu mười chị vui lắm vậy là khúc này là nêu mười đón được rồi nêu mười lúc này là không có nói chị đâu nhưng mà nêu mời đón được chắc là chị đã được quét mặn nhện nên, nên chị vui bây giờ là coi như là cái hang đã được quét mạng nhện nên là cái hang rất là vui thì chị mới cười ha há, há Chị nói là bây giờ nói chung là chia tay chồng một thời gian là bây giờ chị đã uh, uh, có mối tình mới rồi và chị rất hạnh phúc trong cái mối tình này thì chị không có nói là mối tình này là tây Hata, hay ta hay là là, là trai mỹ hay là trai gì nha nhưng mà đại khái là mình đoán được là chắc chỉ đang vui vẻ hạnh phúc vậy là chắc là được quét mặn nhện rồi đó nhà cửa sạch sẽ rồi láng cón rồi nên là vui thì thưa quý vị là đến đây thì cái video hôm nay cũng xin được phép được khép lại và rất là cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và trong cái câu chuyện như ngày hôm nay thì quý vị nếu như đóng vai trò của quý vị cô chú anh chị mình quý vị cô chú anh chị mình cảm thấy thế nào mà đặc biệt là quý vị cô chú anh chị mình nếu như mà mình đã từng thấy từng nghe những cái câu chuyện mà nó na ná na ná như vậy thì quý vị thấy làm sao Thiệt sự là những cái người mà trong cái hoàn cảnh mới hiểu được hoàn cảnh mới thấy thương thấy tội Tự nhiên không vợ chồng ở nhau đẻ con rồi này kia có một hai mặt con tự nhiên chồng lăn ra làm LGBT chồng lăng nghe chồng nói giờ anh công rồi anh không có thẳng được nữa em ơi bây giờ anh là thuộc dạng là dạng như là chỉ có đấu kiếm thôi chứ anh không có quét mặt nhờ anh được nghe đau lòng lắm quý vị mình nói mình nói mình vui vui vậy thôi thật ra mình người trong cuộc đó người ta lúc đó người ta nghe xong người ta cũng buồn đau lòng lắm chứ bộ chứ bộ đúng không quý vị tại dù gì mình cũng yêu ổng mà mình yêu ổng hồi xưa là ổng trai thẳng mình yêu ổng mà tiện giờ ổng nói là giờ anh b đê rồi em ơi buồn không buồn chứ sao không buồn quý vị thì thưa quý vị là đến đây thì video hôm nay xin được phép khép lại và rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi quý vị cô chú anh chị bình luận hay là có mất, bất cứ ý kiến gì ghi bên dưới bình tương tác tương tác với nhau quan hỷ nha quý vị nha đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp